Xin kính chào quý vị và các bạn, đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông tin được đăng tải trên kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Nga, giám đốc công ty Forest Ilya Potanin khẳng định, công ty này sẽ trao phần thưởng trị giá 15 triệu rúp, tương đương 165.000 đô la Mỹ cho binh sĩ đầu tiên bắn hạ máy bay chiến đấu F16 hoặc F15 của Mỹ ông Ilya Potanin đã 7 lần trao giải thưởng cho các binh sĩ bắn cháy xe tăng Abrams và Leopard của Mỹ và Đức trong khu vực kế hoạch quân sự. Giải thưởng cho những binh sĩ bắn cháy mỗi chiếc xe tăng là 500.000 rúp, tương đương khoảng 5.500 đô la Mỹ. Những chiếc Abrams và Leopard đầu tiên là 1.000 rúp, tương đương khoảng 11.000 đô la Mỹ. Chính phủ Đức đã loại trừ việc chuyển giao F-16 cho Ukraine, nhưng Đan Mạch và Hà Lan đã đồng ý cung cấp máy bay này cho Ukraine. Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ và các đồng minh đang gửi máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine và chúng sẽ xuất hiện trên bầu trời Ukraine vào cuối mùa hè năm nay. Hà Lan đã gửi 12 đến 18 máy bay chiến đấu F-16 đến Rumani, nơi các phi công Ukraine đang được đào tạo để điều khiển những chiếc máy bay này. Tuy nhiên, theo chuyên gia địa chính trị và chiến lược Cyril Delatre tại Pháp, điều này sẽ không làm thay đổi được cục diện trên chiến trường, nếu phi công lái những chiếc máy bay này là những người lính trẻ và thiếu kinh nghiệm của Ukraine. Hơn nữa, hiện tại Ukraine chỉ có 6 chiếc máy bay F-16. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cảnh báo nước này sẽ coi sự xuất hiện của bất kỳ máy bay chiến đấu F-16 có khả năng mang vũ khí hạt nhân nào của phương Tây tại Ukraine là mối đe dọa. Ở diễn biến liên quan, trang tin Business Insider dẫn ý kiến của các chuyên gia quân sự và nhà phân tích mới đây cho biết trong thời gian qua, Nga đã bắt đầu tăng cường sức mạnh cho lực lượng hàng không vũ trụ và phòng không. Hiện nước này đã thách thức sự thống trị của phương Tây và có thể đe dọa ưu thế trên không từ lâu của NATO trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp. Business Insider lưu ý rằng trong trường hợp đối đầu mở, Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ khó thiết lập sự thống trị trên không thông thường ngay cả khi sử dụng hàng trăm máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 thuộc dòng F-35. Trong khi đó, Nga có những khả năng tác chiến thực sự mà NATO phải tính đến. Chuyên gia Giorgio Di Mizo, từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS có trụ sở tại London, nước Anh, lưu ý rằng cuộc xung đột với Nga sẽ khác biệt đáng kể so với các kịch bản trước đó vì Moscow có năng lực công nghệ và công nghiệp quốc phòng hùng mạnh để tạo ra một hệ thống phòng không đáng tin cậy. Ngược lại, Đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu, Mark Kansian, Cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS trụ sở tại Mỹ giải thích rằng các nước phương Tây trên thực tế đã ngừng tài trợ cho việc cải thiện hệ thống phòng không sau chiến tranh lạnh. Điều này làm phức tạp thêm tình hình đối với NATO nói chung. Hiện tập đoàn công nghiệp quân sự Mỹ Lockheed Martin đang nỗ lực tăng cường sản xuất tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot, nhưng những nỗ lực này có thể rất hạn chế trong trường hợp xảy ra xung đột kéo dài với Nga. Business Insider kết luận các chuyên gia đang nghi ngờ sự sẵn sàng của NATO cho một cuộc đối đầu như vậy, bất chấp sự hiện diện của các hệ thống phòng không tinh vi và máy bay chiến đấu hiện đại trên khắp châu Âu. Theo Defense Express, vừa qua, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này dùng UAV để bắn cháy một pháo tự hành 2S3 Akatsiya của Nga ở Stepov, phía bắc thành phố Adipka, đợt tập kích do lữ đoàn cơ giới số 47 thực hiện, thời gian cụ thể không được tiết lộ. Đại diện lữ đoàn số 47 cho biết, đơn vị trinh sát đã phát hiện ra pháo tự hành của Nga trên một con đường mòn. Chúng tôi sau đó đã phối hợp cùng lữ đoàn phòng thủ số 109 để dùng UAV cảm tử bắn cháy khí tài của đối thủ. Báo cáo của trang theo dõi quân sự Oryx cho biết, Nga đã tổn thất khoảng 166 pháo tự hành 2S3 kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự. Pháo tự hành bánh xích 2S3 Akashija cỡ 152mm là minh chứng cho sức mạnh kỹ thuật của Liên Xô được phát triển vào cuối những năm 1960 và chính thức đưa vào biên chế năm 1971. Đến nay, hệ thống pháo này đã trở thành vũ khí đáng gờm trong tay của quân đội Nga. Với tầm bắn tối đa 17,4 km khi sử dụng loại đạn tiêu chuẩn và tầm bắn mở rộng 20,5 km với đạn tăng tầm, Akashija gây ra mối đe dọa đáng kể trên chiến trường hệ thống pháo này có tốc độ bắn tối đa 4 viên một phút và khả năng bắn liên tục một viên một phút. Các tổ lái vận hành hệ thống pháo tự hành Akashija của Nga thường sử dụng chiến lược bắn và chạy để vô hiệu hóa binh sĩ và thiết bị quân sự của Ukraine. Trong khi đó, chuyên gia nhận định Ukraine đang thắng thế trước Nga về lĩnh vực drone do thiết bị bay có chất lượng cao hơn dù không thể so sánh về số lượng. Xung đột tại Ukraine có thể coi là cuộc tấn công về phương tiện bay không người lái drone loại khí tài được sử dụng với nhiều nhiệm vụ như trinh sát, tấn công, giải mìn hay tiếp tế. Bên nào có thể triển khai khí tài này với số lượng nhiều hơn và chất lượng tốt hơn sẽ chiếm được lợi thế không nhỏ trước đối phương kể cả khi bị áp đảo về nhân lực và hỏa lực trên các phương diện khác. Với tiềm lực kinh tế và công nghiệp quốc phòng vượt trội, Nga trên lý thuyết có thể dễ dàng vượt xa Ukraine về lĩnh vực sản xuất drone. Tuy nhiên trên thực tế, drone và thiết bị gây nhiễu thứ được cho là phương pháp chống drone hiệu quả bậc nhất do Nga sản xuất có chất lượng thấp, khiến Moscow không thể chiếm ưu thế trên lĩnh vực này ở tiền tuyến. Công ty nhà nước Ukroboron Service của Ukraine và nhà sản xuất đạn dược Celia và Belot của Séc lên kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất đạn dược tại Ukraine. Cụ thể, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan mới đây cho biết, trong số những thỏa thuận liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng, một nhà máy sản xuất đạn mới sẽ được xây dựng tại Ukraine. Thỏa thuận đã được Celer, Belot và Ukroboron Service ký kết. Điều này rất quan trọng đối với nguồn cung vũ khí của quân đội hiện nay. Cộng hòa Séc là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine xuyên suốt cuộc xung đột quân sự với Nga và đi đầu trong sáng kiến cung cấp hàng trăm nghìn viên đạn từ khắp nơi trên thế giới. Nhà sản xuất súng côn CZ Group của Séc, đơn vị đã mua lại Celer và Belot vào đầu năm 2024 tiết lộ, họ sẽ cung cấp máy móc để sản xuất đạn cỡ nhỏ như một phần của dự án một đơn vị khác của Côn CZ là Seska Zbrojovka cũng ký thỏa thuận chuyển giao công nghệ sản xuất súng trường CZ Brand 2 tại Ukraine. Theo ông Denis Smihan, Ukraine đã nhận 50.000 vỏ đạn đầu tiên từ sáng kiến của Séc đưa vào đầu năm 2024. Thủ tướng Séc Pet Fiala cho hay chiến dịch cung cấp đạn dược tiếp tục đến năm 2025. Khoảng nửa triệu quả đạn pháo dự kiến chuyển đến Ukraine vào năm 2024 thông qua chiến dịch của Séc Số đạn pháo này sử dụng nguồn đóng góp từ nhiều quốc gia NATO và đồng minh để cung cấp đạn dược bên ngoài châu Âu. Cộng hòa Séc từng tuyên bố gửi 50.000 quả đạn pháo đến Ukraina vào tháng 7 và tháng 8. Từ tháng 9, số lượng giao hàng tháng sẽ tăng lên 80.000 đến 100.000 quả. Trước đó, lô đạn pháo đầu tiên theo sáng kiến của Cộng hòa Séc đến Ukraina vào cuối tháng 6. Tháng 2, tổng thống Cộng hòa Séc lần đầu thông báo sáng kiến mua 800.000 quả đạn pháo cho Ukraina. Praha đã đảm bảo cam kết cung cấp 500.000 quả đạn pháo 155mm và 300.000 quả đạn pháo 122mm với nguồn cung cấp chưa được tiết lộ. Theo đại diện quân đội Ukraine, kế hoạch viện trợ đạn pháo của Séc được cho là chi khoảng 2 tỷ đô la Mỹ để mua đạn pháo từ Nam Phi và Hàn Quốc. Không giống như Mỹ, Pháp hay Đức, vốn chủ yếu tập trung vào việc tăng cường sản xuất trong nước để cung cấp cho Ukraine các quan chức Séc tập trung vào tìm nguồn cung ứng trang thiết bị hiện có. Các quan chức Séc bắt đầu âm thầm liên hệ khắp thế giới, giành được các hợp đồng mua bán và đàm phán xuất khẩu từ nhiều quốc gia sản xuất. Các quan chức NATO và EU đã công khai ủng hộ sáng kiến của Séc trong những ngày gần đây. Các quan chức Séc cho biết cho đến nay Đức đã cam kết hơn 500 triệu euro cho sáng kiến của Praha. Đặc phái viên của Séc tại Ukraine, Thomas Kopechny, người đã giúp đàm phán thỏa thuận cho biết cách tiếp cận của Praha là đóng vai trò trung gian. Nước này đã tiếp cận các quốc gia mà họ biết có năng lực sản xuất hoặc loại đạn tương thích trong kho dự trữ và kết nối họ với một quốc gia phương Tây sẽ đặt hàng và thanh toán mua hàng. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, xét về mặt cấu trúc phòng không để bao phủ toàn bộ không phận của Ukraine, Kiev cần 25 hệ thống phòng không Patriot. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng số lượng hệ thống Patriot mà Ukraine đang sở hữu hoặc sẽ nhận được trong tương lai không được tiết lộ vì lý do an ninh. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát quân sự, để bao phủ hiệu quả tất cả các căn cứ và thành phố quan trọng về mặt chiến lược như Kiev, Kharkov, Odessa và những nơi khác, Ukraine cần một số lượng đáng kể các hệ thống phòng không từ phương Tây Mới đây, Thiếu tướng Christian Freuding, người đứng đầu Trung tâm Thông tin Tình hình Ukraine thuộc Bộ Quốc phòng Đức, đã nói với kênh truyền hình ZDF Heuter của nước này hôm 12 tháng 7 rằng gần như toàn bộ 100 tên lửa Patriot đã được bàn giao cho Ukraine theo đúng cam kết của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Theo Thiếu tướng Freuding, hoạt động bàn giao nhanh chóng này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Đức dành cho Ukraine. Patriot là hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo do tập đoàn Raytheon của Mỹ phát triển, được đưa vào phục vụ trong quân đội Mỹ từ cuối năm 1981, được mệnh danh là lá chắn thép nhờ khả năng chống lại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay. Tổ hợp tên lửa Patriot là một trong những vũ khí phòng không phổ biến của khối NATO và các quốc gia đồng minh hiện nay. Hệ thống phòng không này bao gồm bệ phóng, trạm điều khiển và mang theo tối đa 16 tên lửa. Tên lửa có chiều dài 5,21 m, trọng lượng 312 kg, được trang bị một động cơ kép xung lực có thể tiêu diệt tên lửa đang bay tới ở độ cao 40 km với tốc độ bay đạt Mach 5. Trước đó, trợ lý tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Phòng không và tên lửa thuộc lục quân Mỹ, Đại tá Rosanna Clemente, cho biết hệ thống phòng không Patriot do phương Tây cung cấp cho Ukraine đang đóng vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của các lực lượng Kiev. Bà Clemente xác nhận rằng Ukraine đã dùng Patriot bắn rơi máy bay A-50 của Nga hồi tháng 1 năm nay. A50 được mệnh danh là mắt thần nhờ khả năng dò tìm và theo dõi 60 mục tiêu cùng một lúc, bao gồm các mục tiêu trên mặt đất, trên không và trên mặt nước. Cũng trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 7, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ nhận được một số lượng nhất định máy bay chiến đấu F-16 từ các nước phương Tây. Tuy nhiên, những máy bay này sẽ không đủ để có thể chiến đấu ngang bằng với không quân Nga.